Hello, xin chào tất cả anh em. Trước mặt anh em đây lại là một cái chiếc hộp và một cái bọc màu đỏ như này. Và lại là một cái tên rất là quen thuộc, Thế Linh Store. Được nào? Có rất là nhiều anh em nói rằng đây là một cái shop mà có rất là nhiều những chiếc máy dựng. Thế nhưng mà phải nói với anh em rằng chúng ta ngày nay mua những cái chiếc máy cũ ấy, thì tỷ lệ mà dựng máy là rất cao. Và mình cũng không ngại mua những cái shop như thế này do là có những anh em vẫn mua được những cái sản phẩm rất là chất lượng. Bản thân mình thì mình cũng nhận thấy rằng là đa số những cái sản phẩm mà mua của shop này thì nó vẫn đảm bảo được chất lượng tốt nhé. Và anh em cũng cần phải trang bị cho mình những cái kiến thức để có thể là test máy một cách ok nhất, được không nào? Và trong tầm khoảng 3 ngày thì chúng ta tất nhiên rằng là sẽ có đủ thời gian để mà test những cái chiếc máy cơ bản có lỗi như thế nào, là chúng ta cũng sẽ phát hiện được ra ngay. Nên là đừng có ngại. Cơ bản anh em đừng có ngại. Bây giờ chúng ta mua những máy cũ, mong những máy rẻ thì shop này là một cái sự lựa chọn hàng đầu. Có rất là nhiều những chiếc máy rẻ, nhưng mà cũng có những cái chiếc máy mà mình cảm thấy rằng là giá của nó vẫn khá là cao. Và với cái chiếc Oppo K3 á, thì mình thấy rằng là nó cũng không hề rẻ cho lắm. Thay màn hình LCD rồi mà giá nó hiện tại bây giờ có thể tham khảo là tầm khoảng 1.968.000, trừ các voucher đi thì có thể là mua với cái giá đó là 1.900.000 đó. Còn Mezo S6 thì mình chỉ là mua thêm thôi, đúng không nào? Mua thêm thì về review cho anh em xem. Rồi, để kiểm tra test thử xem là cái lần trước mình cũng đã mua Mezo S6 rồi thì lần này nó có đảm bảo hay không. Lần trước thì ok đấy, nhưng lần này thì không biết thế nào. Nên là mình sẽ test lại với cái chiếc máy này nhé. Và lần này thì mình mua một chiếc máy Mezo S6 màu vàng. Còn Oppo K3 thì có khá là nhiều anh em yêu cầu là mình mua chiếc máy này mà, nên là quất thôi. Đây, ban đầu thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái chiếc hộp và cái ốp nhìn khá là xịn sò đấy, cute, đúng không nào? Của Oppo K3. Rồi, đây lại một chiếc ốp nữa của Mezo S6. Lần trước mình nhận thì cũng được một cái ốp trong như thế này với chiếc Mezo S6 nhé. Còn đây là hai cái tai nghe. Nói chung là hàng lởm thôi, nhưng mà có còn hơn không. Và đây là sạc micro USB chuẩn cũ. Và đây là chuẩn Type-C, hai cái. Vậy là chúng ta có đồng bộ rồi. Còn đây là củ sạc này, có nguồn ra lớn nhất là 5V 2A 10W cho có thôi. Còn đây là một cái củ sạc khá là nhẹ nhé. Củ sạc này thì có nguồn ra cao hơn, cao nhất là 18W, nhưng mà rất là nhẹ, cầm nó lởm lắm. Cũng là một cái đồ cho có thôi. Còn bên trong này chúng ta sẽ nhận được hai chiếc máy ở đây, một cái bọc như thế này. Đây là chiếc Mezo S6. Cái chiếc máy này thì đã được thay vỏ rồi nhá anh em nhé. Thay vỏ thì nó ghi là M Blue Mezo. Đó. Lần trước thì nó không có cái ký hiệu như này đâu, nhưng mà lần này mình nhận được cái chiếc máy màu vàng thì nó lại có một cái ký hiệu mới. Thử khởi động lên xem. Mặt trước thì đã được dán kính cường lực rồi. Hiện tại thì mình chưa soi ra được cái điểm keo đâu. Đó, để chiếc máy này sang một bên, chúng ta sẽ đến với nhân vật tiếp theo, đó là Oppo K3. Đây, nhìn mặt lưng đằng sau còn khá là mới luôn nhé. Màn hình này đã được dán kính cường lực. Ngoại hình lên đến tầm khoảng là 95% luôn. Rất là ít xước. Trên đỉnh này thì anh em có thể nhìn thấy là cái cụm camera của nó đã được mài rồi nhé. Đó, được mài rất là bóng. Khá là kỳ lạ. Những cái cạnh viền của nó còn rất là mới luôn, không có xước, không có cấn móp gì cả. Đây, đã vào màn hình chính. Và cái màu sắc của nó anh em có thể nhìn thấy là nó khá là nhợt nhạt nhé. Camera thử xem này. Camera thì rất là đẹp. Ok đấy. Camera trước này, selfie này. Nói chung do là màn hình không chuẩn zin nên là màu sắc nó cho ra nó nhợt nhạt kiểu gì ấy, nó không thực tế cho lắm. Cài đặt này, giới thiệu về điện thoại. Tên thiết bị là Oppo K3 phiên bản Android 11, RAM là 6GB, ROM là 64GB. Và trong một cái màn hình trắng như này, các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó không hề bị ám ố gì cả, khá là trong. Nhưng độ sáng thì gần như là mắc rồi. Độ sáng thì không thực sự tốt cho lắm, cảm ứng các kiểu này. Rồi, cảm ứng vẫn mượt mà, ok, không vấn đề gì cả. Và do là màn thay nên là các bạn có thể nhìn thấy này, ở dưới góc có một cái chữ đó là chế độ an toàn ấy.
thì cái chiếc máy này nó đã bị cắt lẹm đi mất cái phần chữ nhá. Do là cái phần viền dưới này nó dày hơn là so với lại màn hình gốc của nó. Tổng quan về những cái nút bấm cũng như là đây, tăng giảm âm lượng này, nút nguồn còn rất là ok, nảy, chắc. Viền xung quanh các kiểu, mặt lưng còn khá là mới luôn. Và với cái chiếc máy này thì do là không có cảm biến vân tay nên là mình cũng không test được nhá. Cảm biến vân tay trong màn hình thì do là màn hình thay nên là chúng ta không thể nào mà cài đặt được. Mình sẽ thử nhá. Thêm dấu vân tay này. Đây. Khi mà chúng ta đặt vào dấu vân tay này này, các bạn có thể nhìn thấy là nó không nhận bất cứ một cái điểm nào nhá. Mà chúng ta sẽ chỉ có một cái chế độ bảo mật, đó là nhận diện khuôn mặt mà thôi. Đúng nào? Bây giờ quay trở lại với chiếc Meizu S6 này. Với Meizu S6 thì ngày trước mình cũng đã đánh giá về chiếc máy màu đen thì phải. Anh em có thể xem lại nhé. Và khi mà mình mở lên này, các bạn có thể nhìn thấy màn hình của nó phía bên dưới này, những cái ánh đèn nó chiếu từ dưới lên, không hề đẹp chút nào. Phía bên trên thì ok hơn, còn màn hình thì không hề bị ám ố gì cả. Và trong cái phần thiết lập cài đặt này, mình sẽ thử xem là nó có double tap mở sáng màn hình không nhé. Đây, thao tác này, vẫn có double tap để mở sáng màn hình nhé. Mình tưởng là một cái màn hình lởm cơ, do là có những cái ánh đèn chiếu ở phía bên dưới này. Nhưng mà thôi, nói chung là chấp nhận được nhé. Còn chúng ta sẽ test một vài những cái thứ khác nữa, ví dụ như là cảm biến vân tay thử xem. Rồi, vẫn nhận nhé. Đây, vân tay một chạm vẫn nhanh nhạy, đúng nào? Cảm ứng vẫn ok, không hề bị vấn đề gì cả. Chụp ảnh này vẫn trong đẹp. Camera trước vẫn ok, đúng nào? Rồi, với những cái bài test của mình thì hai chiếc máy có một cái ngoại hình khá là tương đương nhau, 95%. Mà cơ bản thì mình thấy rằng là nó gần như mới nhé. Trên chiếc máy này vẫn có double tap để mở sáng màn hình, độ sáng tốt, cảm ứng tốt. Để mình so độ sáng giữa hai máy này, anh em có thể nhìn thấy ngay đó là độ sáng ở trên chiếc Meizu S6 nó đã cao hơn là so với lại trên chiếc Oppo K3 nhé. Oppo K3 thì nó sẽ tối hơn và nó ngả sang xanh. Và đối với chữ điện thoại, đây, anh em có thể nhìn thấy rằng là nó bị nhòe một chút nhé. Đó, nó bị nhòe này. Còn đối với chiếc Meizu S6 thì nó không xảy ra hiện tượng này. Được nào, cái phần chữ màu xanh của nó vẫn khá ok luôn. Nhưng mà đối với chiếc Oppo K3 thì nó đã bị nhòe chữ này. Các cái icon của nó đều có một cái biểu hiện, đó là bị nhòe sang màu xanh ở đây nhé. Và vấn đề này thì mình sẽ test kỹ hơn, cũng như là nói chi tiết hơn trong những cái video đánh giá chi tiết nhé. Còn trong cái bài mở hộp thì mình chỉ test sơ qua là như vậy thôi. Anh em có bất cứ một đóng góp nào thì có thể comment ở phía bên dưới video cho mình nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây thôi. Xin cảm ơn anh em. Xin chào. Nope.